Xin chào mọi người đang xem kênh Nhiều Anh Chơi của Tiên nha. Thì hôm nay Tiên đang ở bên nhà của Dưỡng Sáu cùng mấy Dưỡng, Dưỡng Năm, Dưỡng Út, Dưỡng Sáu đi về công chuyện rồi chút xíu nữa mới về. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt con gà nhà Dưỡng Sáu. Thì vắng nhà thì gà mọc đuôi tôm. À, chỗ nhà không có nhà thì mình qua mình hốt gà của người ta, mình làm cái nồi lẩu gà ớt hiểm cho mọi người. Hai Dưỡng với bà Đông bắt gà đi nè. Hành trình gượt gà bắt đầu. Con gà ở đâu đây? Mấy con heo xinh xinh cưng cưng của nhà Dưỡng Sáu. Gà vô chuồng luôn rồi hả? Khoan khoan để cho từ từ vô để nó bay à. Nóng quá vậy? Dịch xin. Rồi, cắp vô, cắp vô. Ginh ginh đó. Quất đó. Đó. Rồi, xuống sông luôn. Chạy nó chạy. Đây là anh Năm rồi anh ơi. Tính làm gà lội nước rồi. Dưỡng Năm xuất hiện. Đó, bụi xả đó, rồi con gà đó. Là đúng bài luôn. Cái bên có cái mương sen, mương súng nữa. Gà nó kiểu đó anh bắt được em, đó anh bắt được em, liu liu. Mấy con dịch sim nó kiểu ủa gì vậy, ủa gì vậy, gì vậy, trời ơi. Giữ xuống sông luôn rồi, ăn gà lội sông luôn rồi. Rồi, bác ơi. Giống trong cái tuồng mà vợ thằng đậu mà ăn gà đang tắm ngoài mương đó ba. Rồi, đội hình đi bắt gà. Đã thành công mỹ mãn. Trời, con gà trắng phao ha, gà này chắc nó tha kem dưỡng da dữ lắm nè. Gà này gà đá nè. Lần đã xong rồi đó. Con gà này nó bị thua một độ rồi. Mình dưỡng lại. Gà mập nè. Thịt cặp cặp ghê. Nó ăn cái gì nó no, bụng no dữ. Sáng gà lỗi gà ăn lúa. Đây bắp chuối nhà nha mọi người, chú xin mấy vườn nào. Rồi nha. Con canh cha. Lấy cái giậm lúa sắn này nè mọi người. Xuất sắc luôn, dính luôn cho không gớt nha. Dân thầy thợ không? Đúng rồi. Đó, món ngon miền Tây nha mọi người. Cây nhà lá vườn nha, bắp chuối nhà rồi gà nhà. Rồi mình vô nhổ xả. Dạ. Rồi đây bụi xả của bà ngoại chồng nha. À. Bên đây Dưỡng Năm sẽ sắc chanh nha. Nhà chanh tôi vô sắc bắp chuối đặng vô cho nó đừng có đen. Nhà Tiên là mấy Dưỡng là thợ nấu ăn thợ thầy không à. Mốt về miền Tây mình mở khu du lịch sinh thái, mời mấy Dưỡng về nấu, mọi người ghé ủng hộ nha. Đặc sản miền Tây xanh sông nước miệt vườn nha. Rồi đây mình sẽ bắp chuối nha. Chuối nhà ngon. Có cho bà không? Có. Vợ nó là phải nghe liền. Người ta nói sợ vợ là... mà dao mới không bán á. Bán không bán. Dao em lúc nào cũng bán. Rồi gì tính lại là có sợ vợ không? Sợ, phải sợ mình sợ đừng sợ vợ người ta. Đã gì? Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Ừ. Mình chỉ sợ vợ mình. Nói chung không có sợ gì, tại là nể, thương, thương. Thương rồi chiều nể la không thấy gì thôi chứ trời ơi vợ có gì đâu sợ.
Mình đây đến... con gà móc đen nha mọi người. Gà gọi là gà chân chì. Chân chì. Đó mấy người đã tôi kêu gà chân chì. Gà này chân xanh đó này chân chì. Ở đâu mà vườn sáu có vậy? Mua của em vườn sáu. Em vườn sáu làm gì mà có con gà này trời. Thôi bỏ đi mà khúc này khó bỏ qua đi. Nào khó anh bỏ qua nha mọi ta người. Ta làm kinh doanh. À ta kinh doanh business. Kinh doanh mua đi bán lại. À mua cho mấy hộ mà cần ha. Ừ. Như cả hàng như mình nè. Trời ơi, có ai nói nghe. Không làm mà nói kỳ lắm. Như mình đang cần nè. À đúng rồi đúng rồi. À cần để ăn hả? Ừ. Thôi nó quạch tẹt ra đi là nuôi cho ai muốn đá thì người ta mua ta đá, mà không phải nhà mình đá thôi. Thẳng cái gì đi. Miền Tây mà nói gà ai không biết. Mà nhà mình không có chơi thôi. Con này thì nó bại trận nên là Dưỡng Sáu mua về để ăn thịt phải không? Ừ. My name is Chichi. Chung chung hả? Chichi ta cha bùm bùm. La 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 la. Chichi ta cha bùm bùm. La 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 la. Chào mọi người. À, giới thiệu với mọi người đây là chú Út Thôi. À, em trai ruột của ba Tiên. Thì bữa hỏi mọi người thấy bác Bảy rồi phải không? Bác Bảy là anh trai, còn đây là chú Út là em trai. Thì à, bây giờ mọi người nhìn cái mặt chút sao là tưởng tượng ba Tiên tưởng tượng gì đó đẹp trai cỡ đó đó. Trai đẹp trai lắm. Đẹp trai mà hát hay mà đờn cao cổ trời ơi toàn trong số thì lết lết theo. Đúng không chú? Đúng rồi. hồi đó là chưa đi thành phố là ở nhà có đàn thùng là chiều bữa nào cũng chúng lại là cha đờn. Dạ. Ca cũng hay nữa. Ca hay mà đờn hay mà đẹp trai mà đáp anh giỏi nữa. Trời ơi tao nói mấy bà trong sớm nghe chảy nước miếng hết trơn. Sao mà vớt nghe bà Văn này. Trời ơi cháu rồi. Xin chào mọi người. Con tên là Vũ Linh. Hôm nay con 8 tuổi. Trời ơi quá giỏi. Rồi bây giờ con xin biểu diễn cho mọi người coi tiết mục gì nè. Cây nhà lá vườn nghe vui thôi nha quý vị. Rồi con hát cái đầu tụng trên đây là con hát. Dạ con hát. Con đọc kinh được không? Dạ. Con hát được bài kinh thôi. Hát được bài kinh ha. Rồi mời con. Tôi yêu chú Tiểu ngây thơ, biết gì sao chú lại ở chùa. Lâu lâu chú Tiểu ngây thơ, cầm chổi cha cầm gà đi quét á ba. Tôi yêu chú cha xa mày ngày đêm tinh tố. Coi cây hái tửu đông chiều, mắt đè ngòi không buộc bài. Ồ, vỗ tay, bác sư hay chưa? Ồ, bác sư hay chưa? Hay bác sư hay chưa? Ôi, anh hát hay quá, bạn hát hay quá. Giỏi quá con. Rồi. Cảm ơn con nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ chả vô. Rồi, bỏ củ hành vô. Củ hành mình đập dập ra, dựng 5. Vậy nha, để nguyên củ luôn nha mọi người. Không bị đập. Rồi mình cho sả băm vô luôn rồi. Rồi, bỏ vô. Rồi, bỏ vô. Rồi, bây giờ mình bỏ gà vô. Đó. Bỏ đều lên. Bỏ đều lên cho nó căng đều. Còn không còn nguyên liệu chính cái nữa. Quan trọng không thể thiếu đó là nước dừa. Đó. Dượng Năm đã đảm đang bên đây đang rửa rau nha. Đàn ông ở miền Tây đa phần là nấu ăn rất là ngon, đặc biệt là mồi nhậu. Mấy ông làm lẹ lắm, gụp là xong món đặc sản. Bâm, dừa. Nó làm biển dữ thiệt chứ. Chuyên gia làm biển. Rồi, ghét ra con. Nó vô mà phải hai trái mới đủ nha, một trái là không đủ nha. Đổ phải hai trái. Thêm trái nữa. Hai trái là thiếu nữa. Đổ nước chưa thiếu. Hay là khỏi nước chưa thôi. Cay chưa? Ăn cay được không? Con ăn cay được không? Dạ, con ăn được. Này ớt này mình đập dập cho nó thơm này, nghe Dưỡng Năm nói vậy nha mọi người. Mình bỏ vô nồi lẩu nên mình làm lẩu ớt đó.
Còn không cây em không muốn ăn cây, mình có ăn nguyên trái. Không, mỗi cây nó mới đã. Trên này mình nặng ra để mà mình nêm cho nước lẩu cho chua á mọi người. Mình bỏ hộp mình lượt lại. Nó cũng mềm rồi đó. Nãy giờ cả nửa tiếng rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ bột nêm với mấy cục vô. Đó là những đầu nêm, đường, hạt nêm, rồi bột ngọt, muối. Dạ, muối mình dùng muối cục mới ngon nha bà con. Trời ơi, nghe cái mùi nước dừa lên ngọt, hết sức ngọt rồi. Đây là phần cho 100g nước dừa luôn hả chị Năm? Rồi, giờ mình bỏ ớt vô luôn. Ớt nãy mình đập đó mọi người. Rồi đợi 15 phút nha. Rồi trong thời gian chờ đợi thì mình đâm ớt xanh, mình làm mướp xanh nha. Đó. Trời ơi nhìn cái tự nhiên thèm đủ nước mắm luôn. Cực kỳ ghiền muối ớt luôn mọi người nha. Thèm chua không mọi người? Cái này có bầu nữa không ta? Bỏ nước cốt chanh vô. Dạ. Thì theo mình ăn chua ít nhiều. Dạ. Mấy anh Dượng tôi khí làm YouTuber ghê trời. Ai lên cũng nói rất là hay. Món này đi. Rồi để mình bỏ thêm một ít ớt màu đỏ lên cho nó cay đỏ ngon xé mồm xé mỏ luôn. Ôi cái mùi bốc lên wow. Cay lắm rồi đó nghe mọi người, cay lắm rồi đó. Rồi mà chuẩn bị mình cấp độ cay trăm luôn. Rồi chuẩn bị lên mâm nha. Năm quay là bắt. Trời ơi về. Yeah. Về nghe thầy tụng mà biết mà thuộc Nam Mô A Di Đà Phật luôn mọi người, có ngày một đó nghe. Dữ vậy. Nam Mô A Di Đà Phật luôn. Rồi giờ mấy ông dượng của tôi đang sắp rau nha bà con. Đó, là mình có dân giả miền Tây lục bình với nấm gơm. Giá, quế, cầu tần ô, bắp chuối nữa. Nói chung là toàn là những cái món người thích không à. Trời quên ngỡ bông súng nữa ta. Súng dưới mương á. Để bữa sau đi, tha cho nó đi. Để bắt con gà hoặc là quên dùng bông súng nữa. Mua bông súng kế bên con gà luôn. Rồi mình xin phép bỏ rau nha mọi người, mỗi đứa thích nha. Thằng ngô đồ. Bỏ nhiều nhiều nấm gơm giùm con đi. Không phải nấm gơm. Dạ. Chị ơi thông cảm đi, cây nhà lá vườn. Dùng tay cho lẹ. Em muốn nào chăm mất cái hiếm chứ rồi. Rồi. Rồi đảo mũi lên. À mình cho nó. Ê cái lần nồi lẩu mình thiếu nước không mấy Dượng? Dạ. Không ra không ra không ra. Chút xíu cũng mới bỏ rau gì. Dạ. Vậy là vừa đủ luôn nha. Sạch sạch. Mời mọi người nấu, nấu đũa lên. Nấu, ăn đi mọi người. Xin mời mọi người. Rồi mời mọi người ăn. Dạ. Cầm đũa lên nó quá. Vô cái đây, kêu thằng đi, đủ. Ăn chứ con làm màu chứ con uống được như đâu. Tiếng đó nhậu nhẹt chị đâu mọi người, tiếng hiền lắm. Gái nhà lành, gái thì miệng nít na, không biết nhậu mọi người ơi. Uống cà phê, uống trà còn không uống được đó đó, uống là khỏi ngủ luôn á. Không có quen với mấy cái chất đó. Vậy chấm luôn à. Đây là chén muối ớt xanh dờn, xanh nẻo, ngon dữ lắm. Anh ơi, làm miếng ra. Ôi giỡn vậy, sao vậy? Thường thấy nó ăn khỏi đậu bỏ ớt như lắm mà đậu làm chú ớt vậy là nó thăng cay à. À tại vì chắc là cái này quá là cay đây. Quá cay. Thôi nấm gơm mày chắc chưa chín lại đi. Để đi một xíu rồi đi. Sao anh? Cay quá à. Anh ơi. À chút rồi. À đây được không? Ôi sao ăn ớt dở chứ đúng ra này cũng đâu cay không? Ừ. À dữ lắm. Rồi. Ai đây không thể nào mà thiếu phần chuốt được nhà. Làm mạnh nó như chút. Nhiều ăn lắm mày, thằng chị cay à. Đâu chút có nói vài vài câu coi coi hai chú cháu mình có giống nhau không? Nói để tăng tăng cho người ta nghe cái âm lượng của mình đó chút. Yeah, cái âm thanh này giống nhau. Dạ. Thấy chưa mọi người? Ít nhiều thì thế nào cũng có giống. Thấy giống chú, thôi. Chú cháu mà. Thấy, chú cháu ruột mình mà. Đúng ngon đúng ngon đúng ngon đúng ngon đúng ngon đúng ngon đúng để thử về chỗ tài năng của chỗ nhà anh nhấu à. Tôi nhấu là nhậu thôi chứ còn ăn biết học không vị đâu không biết đâu. Trời ơi nhậu ngon là ăn ngon, mình cũng đang nhậu mà. Lục bình nha mọi người. Ngon rồi đặc biệt
Tôi cũng không chút. Mai mốt mà nếu có tổ chức nhậu đó coi chừng là tốn công đó nha. Bắt nấu hoài á. Ăn không có gì đâu. Phải bắt Dưỡng Nam phải thường xuyên mới được. Ừ. Mời chưa. Ừ. Này Dưỡng Nam, không có gì đâu. Dưỡng Nam chưa vô dạy đâu. Dưỡng Nam làm giáo viên chồng của dì Nam đó. Mọi người, dì Nam ăn chuột bữa bữa hổm đó. Chị Nam ngâm mồi đó, nhớ không? Nam ngâm mồi. Rồi, đây là chồng của chị. Hai chồng đều làm giáo viên hết. Cái này không cay đâu, ok. Anh mấy bữa rồi, mấy bữa rồi, mấy bữa rồi. Đừng ép người ta. Ép hơi hơi quá đáng, ăn quá đã luôn. Mà đâu, cháu cay thì không? Cay. Cay hả? Cay. Cháu cay ta. Ủa, ở dốc kia chứ. Kì vậy? Ông sao ghi đi, uống bia, uống bia đi ăn. Ai biết người ta thiệt tình là tôi không cay nên mới cho ăn. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi. Chúc ăn đấu cay hả? Ờ, đấu cay. Rồi, xin lỗi đi. Xin lỗi nha, ăn bụng nha. Rồi, rồi. Wow, đỉnh không? Con gà nó dai, thịt nó chắc. Giòn. Nó giòn. Đúng rồi. Gà nó giòn rồi. Gà chạy bộ mà. Gà chạy bộ mà. Con gà này là con gà... Nó hút nó chạy nữa, nó đá luôn. Nó coi đó. Sáng chạy chạy ngược nó vòng 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 ngàn nhất nữa mà nó lủi vô bụi lá, lủi vô lùm bắt nó dính đó. Nghe hả? Sáng nó kiểu như là nó cho cả nhà con tập thể dục trước nè, đi. Ra nè. Hả? Nè. Nó giò nè, đó giật chút làm đi. Biết không? Chút làm giò. Không, bây giờ không vô được ngày đâu. Không. Ừ. Dài lắm. Ủa? Chứ nó chấp đâu cay đâu ta? Ừ. Không biết không cay đâu. Có bà ẩm méo không cái. Mình ngày thấy ăn cay được lắm mà ta. Đúng rồi mà rồi. Đi em thấy có ăn hết được bọn bọn. Không phải, không phải em chọc anh nhưng mà thấy nhiều món không cay mà không la cay thì cũng ngộ. Wow. Nhìn thấy nhiều món ớt được như cái món canh bò cay bữa đó. Ừ. Ăn cay nhẫn, đâu có cay nhẫn. Ảnh ăn thì không cay mà mình ăn cay. Rồi bò cay với không cay hơn nào nhiều không? Ớt xanh này nè. Đó. Ừ. Này ăn rau lăn quảng dính ớt xanh nha. Mày ngon á. Nó còn méo không nữa. Ủa, anh thì ẩm méo rồi. Ông hỏi cay không thì tôi nói là đối với tụi em thì không cay, đối với mọi người thì không cay gì đó. Nhưng mà anh thì sao, anh ăn thử đi. Chứ giờ không biết làm sao cái. Giờ không biết nói làm sao nữa với ổng. Cay, cay. Tiêu chuẩn nó không giống nhau à. Vô. Có gì ai tính ăn ớt dở. Vô. Vô quá à. Cho chặt ớt. Vô. Ăn được hết cười. Thôi vậy ăn ớt đi. Cô chú một cái mà. Thôi vô ta ăn thịt đi, vô ta ăn ớt hoài. Đi. Wow. Vô cái mà. Rồi, cái này. Vô cái mà chắc chung buồn kìa. Ông nói để em chấm ở đây ăn thôi. Chứ không ớt trái nào. Wow. Wow. Hú hồn chưa? Ngon mắt à. Ngon. Một quý ngài cuột này. Ăn không quen ớt. Không quen. Không quen, không quen. Mà đừng ăn chặt, đừng ăn, đừng kêu người ta ăn ớt nữa. Ăn thịt được rồi. Cô kia bóng rồi, cô kia. Thịt ra. Dạ. Cái lùi vậy. Nấm gần chín này. Trời, gà nước mắt. Không có cây nào đây chứ. Gà nước mắt. Chảy nước mắt nó mới đỉnh chưa. Ăn gì nó mới ngon. À, mà cay mới ngon, cái món này là ổ gà, ổ hiểm mà. Ổ hiểm mà phải cay mới được chứ. Chị ôm xích lên méo. Để, chị ôm xích lên quên lên méo luôn chứ kìa. Đi làm miếng ớt chấm thằng Thác cho nó đi. Dạ. Lại cay luôn. Quá trời cưng cháu dễ rồi. À, bún rồi mình đưa qua đây nha. Ăn bún nói đâu là vừa chút. Đúng rồi, chồng con ăn hết hay không thấy. Cái này là con nghi chắc kiểu như là món hàng mà cay á là ổng ăn được. Ừ. Mà Việt Nam mình món hàng, món Việt Nam mình cay chắc không hợp khẩu vị hay sao. Vậy đó hả? Chứ đúng ra cái món hàng là ăn cay dữ lắm à. Đó, có hả? Phải ăn lẩu bò cay, ăn cay. Có ăn lẩu canh bò cay đó. Mình dụng dụng. Đúng rồi. Rồi. Dụng dụng Út với dụng Sáu là ăn cà cay đó mà với đồng hồ cay mà nó mà ảnh không cay. À,
Ông nói giờ mới hết cây. Nếu mà bùi dán nhầm ta đâu mạnh tao đâu chứ sao là ẩm mèo không có. Ô ba anh nè. Ô ba không? Ô ba nhìn kìa. Ông cay không? Nhìn kìa. Này cứ gì mà là yếu kìa. Ta có gì kìa. Nó mấy ta có. Ông nói á, ăn mà cái mỏ tăng tăng luôn á, ăn vòng vòng cái bếp mỏ tăng tăng luôn á. Nhìn mấy chú với mấy dượng ăn quá đỉnh. Cảm ơn. Mình ăn dượng sao không có nhà thì tủm con gà của ổng. Về chiều kiếm gà cho ăn, ổng thấy đau chắc. Nhiều mình đừng nói gì nghe mọi người. Chiều đi ra chắc con gà tôi nó mất tiêu rồi trời, chắc nó bỏ nhà ra đi rồi. Bỏ nhà ra đi rồi. Không ai có làm gì đâu, ai làm gì nó đâu. Bỏ nhà rồi. Mấy gà chân đen này sống không có dai. Tới nơi này là đủ tuổi sống rồi. Đâu bữa đó nhậu bên kia làng Nhất nó chỉ con gà cho ba Đông rồi. Nó mua cho ba Đông ăn á. Nó gà ni nó cắt cổ á. Ôi tội nghiệp nó lắm, nó nói tội nghiệp. Ngon mày. Ngon không? Ngon. Ngon quá à? Cái lúc mặn thì tội nghiệp mà cái lúc ăn thì rất là ngon. Món cao cũng vậy chứ. Bữa ăn bữa đi bắt chuột á. Trời ơi con chuột lông đẹp quá, con chuột nhìn thấy cưng quá đấy. Thấy tội quá, tội quá. Vô chiên khìa lên một dĩa rau găm luôn nghe, vô leo cà chua luôn. Đi cá được không? Có. Cá mà tại vì không có nước đó. Nó cứ nằm trên bờ thôi. Cá lóc. Má nó chạy mấy bữa đó trời nắng khô gan nè. Có mấy chủng lại dồn nó bắt giờ. Cá lóc đồng chính hãng luôn đó. Cá non nè, cá kéo cồn quá. Cá non kéo cồn luộc nè, hết sảy. Cá con nói rồi. Vài bữa nữa còn tiết mục mà khi nào mà cái đồng này người ta cắt hết thì mình xả nước vô mình trục lên á. Mình sẽ đi kéo côn nha mọi người. Dằn lưới á. Còn dằn lưới vô giấm ăn nha. Dằn lưới là cá có lưới là từ 4,5 cá gù. Không có nửa tháng 8 âm lịch á, nó lúc đó nó nước nó mới mọn nổi lên. Đây nha mọi người, mè gà mà mấy vượng với mấy chú không ăn, thấy tinh khoái ăn nhường cho tiên. Nè con xin phép mọi người nha. Gì chú Út, ơi là gì vượng gốc chú Út, đâu là bây giờ mình làm bài thơ đi. Mình làm bài thơ dính con nào trong cái bộ phận con gà là mình ăn cái bộ phận đó. Trai thời chung thiếu làm đầu, dứt cái cổ liền, dứt cái đầu liền chú Út, vượng gốc. Vứt cái đầu liền hả? Đầu liền, gái thời... Găng lòng à, đó găng mè, găng mè rồi cái thời tiết ảnh phải có găng mè nha mọi người. Đây được cái đuôi luôn à. Không có bảy rồi cái đuôi luôn thôi. Dạ, ai thích ăn phải không con nhường dạ kìa à, trong này hồi đó vậy không à để anh không anh chút không được ăn được không được rồi chú con còn thôi bỏ cái lại nghe. Chứ mình không có mà chơi hệ ép ăn nha mọi người. Đó, dựng bảy qua, dựng bảy hàng sớm cho mọi người. Chuyện bia đi nè. Thôi tao uống ly một mà, đừng lấy nè. Ok chưa luôn. Chưa uống nổi rồi. Rồi, dựng lấy đi mà. Hoàng nhau bây giờ, ô xô phía rồi chưa? Chồng con nói là rất vinh hạnh, vui được dựng bảy qua nhậu chung. Nói chung là ở miền Tây là mình nhậu nhưng mà mình nên giữ cái văn hóa là không ép nhậu. Ai nhậu được bao nhiêu thì nhậu chứ không có ép không để mặt uống gì là ai uống nhiều uống à không ép ai uống được nhiều dạ lại mập rồi ăn nhiều nữa đó là cái văn hóa trên sòng nhậu cũng đã dưỡng khoảng nhiều công nha. Bây giờ có cái lực mới là ép nhậu là bị phạt á có luôn chút. Đó phạt tiền á dạ. từ 3-4 triệu đó nhưng mà chưa có văn bản đã ý kiến ra rồi nhưng mà chưa có chưa ký thôi. Dạ, có ngày qua con nghe cho mẹ không? Dự dự thảo vậy. Có nghĩa là bây giờ nếu mà mình nhậu mà lái xe là nghe nói nếu mà bị tai nạn thì mày nghĩ nó 3-40 triệu không? Ăn đi. Không chín này ra phải không? Cái có đó có rồi mà nó thôi. Hả? Ví dụ 3 triệu có văn bản rồi mà. Mà có thảo ra. Mà có áp dụng chưa là nó biết. Mấy dự thảo ra. Nhậu được vậy chứ nha. Qua tới nhà mình
bữa nữa, ý như là thời gian ngộ xây bữa chứ, có taxi rồi, đi nhậu với mình đi taxi rồi, đi phải không? Đó là lỗ mình kè á chân. Ông nói là ui đó rất ổng đang ăn rất là ngon luôn. Cảm ơn Nhượng Nam. Kiếm gì vô chút. Kiếm gì? Không được 700 ký đấy. Ngon. Giờ mình tập trung vô mình nói chuyện với nồi lẩu nè, mình đừng nói chuyện ngoài. Giờ kỳ mà là chứ giờ. Ăn nãy giờ vậy cho xin ý kiến nghe cái lẩu rồi. Ông nói là ăn không ngán cho Nhượng Nam. Ăn ngon cực kỳ không ngán kìa. Bà Dụ Năm vừa mời chú phát biểu đi. Rồi. Thợ nấu là con Nhận phải không? Mày thợ Cường nấu rồi hả? Nhận. Nhận. Có hai phần tiếp. Dượng Bảy là cái hệ người chơi không ngớ nha mọi người. Ăn cơm với nước mắm mà không bớt nha. Cho nên là ông ăn cái nồi lẩu này là quá sức cử tượng với ông rồi. Dữ lắm rồi đó. Ăn cơm không ngớ hả? Đâu ăn ngớ. Trời ơi. Hồi đó ông còn không nhậu rồi đó. Cái hồi có ai là con chưa hết, bây giờ ông nhậu luôn đó. Bây giờ cũng được một ly là lại chờ đại Phật rồi đó. Giờ được 5 lon rồi đó. Dạ, yeah, ai vậy? Cười quá. Mày biết ai tập không? Ai vậy? Mẹ con hả? Ừ. Trời đất ơi. Từ ngày mẹ con về mới tao ngủ không uống. Từ từ giờ được 5 lon rồi. Tăng đơn. Hồi đó về đây ngủ ông uống ly, ông uống nữa đó. Vậy là tất cả là đều nhờ vào chị Tư Kiên Giang sáng tới Mãi Định. Vậy nó quá trời mọi người. Này... nhờ chị Tư về cái chiều cái chị Tư nói quận bảy ăn cay được là quận bảy nó lọt bởi quận bảy nói chuyện nhiều hơn chút nữa. Nghe nói mua mồi ngon cái chiều rủ vợ chồng quận bảy qua Lai Gai phải không, đâu chừng vài tháng cái lên đồ luôn. Quá trời kè cái hương quá mọi người. Nhờ, uống bia nè mới uống rồi không ăn cái quá trời cay. Cái này là cái gì vậy? Cái này là gọi là cho quận bảy chứ không phải rủ quận bảy ăn ăn gà nấu ớt hiểm. Máu quyết ngon không? Được. Ok em ăn miếng đó. Rồi hai chồng mình chia đôi cái chén quyết luôn. Ông nói lần đầu tiên ăn quyết gà luôn á. Tôi sáng hôm nay là tao ori pi cái đó. Mẹ yêu tao cái chén quyết. Không biết là mày mua mình sáng sáng gượt gà trúng đầu hơi ngứa má rồi không đau cái đầu chứ ai biết được chạy đâu vô vô tới rồi chút không không sao đâu dùng nhiều năm được bản thân trời ơi trai chén thanh niên rồi anh gì chẳng có suy sinh anh nè chẳng chết gì đâu không mày à tổng sức tha đâu muốn nhà mình đang ngáo rồi sao quá phô thôi anh ơi em thấy con gà chạy cho anh né không nên có bắt đâu con gà nhào vô ống né không à. Tao phải ăn cánh, tao ăn chót cánh này nè. Ba câu ba sao hả? Ăn chót cánh, cho bay chút. Cho đập mạnh chút. Bài ở bên Hàn Quốc người ta nói ăn cánh gà là ngoại tình. Đúng không? Biết sao không? Chắc tại ngon quá, nói gì đừng cho ăn. Giống như mình Việt Nam mình nói trứng cá ăn nó mụn mấy chút. Tại ngon quá mà, nói gì đừng bớt đối thủ. Được rồi, cánh gà cánh đục hết trơn. Nhưng mà thật sự là trong con gà thì thích nhất ăn nhất là cái phần cánh gà với cái phần đùi gà nha mọi người. Ớt thì thịt nó nhiều quá ăn ngán. Nè, cánh gà là ngon. Mà hầu như cái con gà là cánh là ngon nhất chứ. Thường thường mình đây mình ăn gà của mình ở đây mình nuôi á. Còn cái gà mà gà công nghiệp đó, cánh là bộ phận cánh là bán mắc nhất. Mắc nhất, mắc nhất. Thì nó cánh ngon nhất chứ. Ngon. Nhưng mà cái cánh con gà trống mình á là nó không có mỡ. Nhưng mà đặc biệt cánh con gà máy dầu nó sẽ có mỡ. Nói chung nó gà mái gà mình gà nuôi thả vườn mà cho ăn thấp lúa không mà làm sao mà có mỡ. Bởi vì nó nuôi nó cho ăn thức ăn thôi. Okay. Bởi vì nó mới ngon. Con gà này bởi con gà này là chắc cũng khoảng 7 tới 5 ngàn á. Việt Nam đồng. Coi đúc. Nghe cũng rẻ hơn gà mình này. Không ăn mà gấp cho người ta ăn cho khôn quá. Ủa bà đâu ăn ớt được mà. Hấp được sao bữa nay không biết cái gì mà ra cái quá ăn trời. Ăn bún tiếu với nó nè. Ớt đâu quá. Bữa nay ăn đâu rồi. Chém quá. Đi đó mà bữa nay sao chơi nè. Nghĩ kìa, là có cái gì hay prenta của cái đó. Không phải đâu. Bún tiếu là kêu ra cái ớt rồi luôn á. Nó chơi biết sao này, hồi nãy là Dượng Năm làm cái này nó hơi quá cay nè, ớt xanh nhiều quá. Đâu cay đâu. Sao kia này mèo của tôi thế. Đi mèo gì mà lật ta, xin chào. Nếu mèo. Ông bao cốc sum mà có thể còn chú ủng chứ mà nên nó nằm đẻ. Nó nằm bị cấp đi mấy bộ. Vì anh chị muốn cái gì rồi? Chưa ăn quá nhiều nó gãy xuống giờ mình cũng gà nướng càng mà khổ đâu cái cần ăn ớt mà nó cay đâu. Mấy
cái giò ngậm nó ăn ngon nè, giờ cho nó nằm ở dưới á. Nó mềm lại nha. Nó mềm nó bung ra nó ngon. Cảm ơn cái giá gì nè. Cái này là nước dường cho 100 này dường 7. Dạ. Ừ. Nấu dường. Hút miếng nước đi. Ồ, cái người ta hút. Ăn thịt còn không xong ăn nước. Nhìn thấy thương quá trời. Ăn miếng thịt nè. Để đi tôi ăn nào tôi gấp. Vô. Để tôi tự ăn nha. Đâu bắt bò đâu. Ngon thiệt chứ. Gà này là nấu này nó ngon lạ thiệt. Cái món này ở trong này mình nhậu là nó không ngán mồi. Mình làm mấy món khác rất là ngán. Nó chua cay ăn không ngán mồi. À không ngán. Mọi người có ai để ý không? Nãy giờ anh bắt đầu anh ngồi kiểu miền Tây nước lũ về đó mọi người. Đó, giờ chúng ta miền Tây chưa? Tại đi mua đồ của chúng ta thì rồi nó đã biết rồi. Tại đi. Tại đi nè. À, lục bình là nói mới thấy hả? Cho nổi xong nhóc chân chỗ bữa cái phà về đó không thấy hả chạy. Bây giờ bữa cho anh đi hái lục bình bữa. Rồi rồi, để cho bữa dẫn anh đi hái lục bình cho anh biết nha. Itaka. Ừ. Igo, taro kasa. Ai là chủ kia? Ai, noga dai shiro. Mà? Bọn này chưa có dai shiro. Anh? Tu phát đi được không nhá? Anh căng hay căng? Căng nhá. Ok. Ok. Ok rồi. Ok ok. Ok. Quá ngon mà, lục bình quá ngon mà. Lục bình hình như nhúng cái món gì cũng ngon được. Đúng rồi. Lẩu chua, mà lẩu ngọt. Ở ngoài Bắc là người ta ăn luôn bông lục bình đó nha mọi người. Ở đây cũng vậy. Bông ngon. Bông lục bình bông ngon. Bông đây hồi nãy nhúng bông lẩu mắm rồi hết chảy. Hồi nãy chương trình của mình làm là bỏ quên cái bọc lục bình cho nên mình lặt hết. Mà thả đi, thả ba một chả cốt. Còn một bọc luôn. Thả ba một chả cốt. Nói con gà mình nãy đó hả mẹ? Con gà nó biến hình này con. Con gà nó cho trò biến hình này. Nó biến vô nồi rồi. Nó trong chuồng giờ nó vô nồi rồi. Rồi xong, hết xương. Ăn đi con. Tầm xả rồi nhúng lục bình cũng ngon. Cái này là cái gì cũng ngon chứ. Chung là tiếng Việt rất là thích ăn các loại rau đồng như là bắp chuối nè, con súng nè, lục bình với nấm gôm, bốn cái món đó là tôi thích nhất cực kỳ. Vô trời, con súng nãy một hầm cái này giống con súng cũng được nè, hầm nhất quá thấy quá trời. Nằm kế bên con gà luôn mà quên, mà đến nhỏ mà quên. Cái này là rau này mình muốn ăn rau thì thích, ai thích rau gì mình ăn rau đó. Ăn rau gì đó, ăn rau gì nhúng à. Ở đây bây giờ mình chưa thấy ra bông điên điển nha. Phải có bông điên điển mình làm cái món gì cho anh ăn thử bông điên điển. Chưa tới mùa. Bởi vậy. Bông điển là hình như là tới nước nổi nè, mùa nước nổi là mùa này nè, cũng mùa này nè, nhưng mà tại bây giờ ở chứ mình nó không có. Không vậy hết, để điện mẹ đi. Ăn ăn cho anh mua. Chưa có bông đâu. Có, bán ngốc. Họ mới đi thành về bán đậy ngoài đường. Không, cái bông điển đó không phải là bông điển mùa đâu. Cái miếng có được rồi. Bông điên điển, bông điển thì mình cũng làm lẩu chua này cũng được nè, làm lẩu nhúng được nè. Vô bắt rừng có. Bông điển xù đũa là tháng này có hết. Tháng này chưa bắt mà. Ủa nó hết hả mọi người, sao nghe ngưng vậy nhỉ? Ê mẹ ơi, về coi nếu mà có bông điên điển kiếm mua cho giùm con biết nha. Đằng này bông điên điển đâu có. Có gì thanh chưa? Chưa. Từ hội đồng xuống vị thanh nó bán đầy á. Cặp mấy bên bờ á, hai bên bờ á. Cặp mấy bà ngồi á. Thì bông vàng vàng là bông điên điển đó bà. Bông vàng vàng mà bông bự chà bá nha.
Đâu có mấy bà bán lương rồi đó, cặp bên đó bạn bán lương bán cá rồi đó. Thôi dài 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 đi rồi. Ta để lên mâm một bông vàng vàng á. Có bà dặn, dặn anh Nhân nếu mà thấy thì tấp 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 đi mua. Anh Nhân lái thấy á. Ê, kêu nhìn thấy không? Mấy vườn ăn no quá mọi người, con gà, rồi gao này kia đồ mà ăn nó vừa quá trời nồi giật rồi. Nhờ mấy vườn mấy chú nó hết trơn rồi. Thôi bữa nay Tiên cũng... Tạm dừng nha. Tạm dừng nha. Rồi tiếp mục lần sau thì mình sẽ ăn tiếp. Cảm ơn mọi người hôm nay đã xem video của Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Nhiều Quên TV và trang Facebook Tạm Biệt Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye.